Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc bạn một ngày học tập làm việc vui vẻ. Mình là Nguyễn Hanh và đây là kênh YouTube của mình. Thì cái video này mình làm là để giới thiệu đến các bạn một cái nghề mà rất là hot trong cái mùa dịch này các bạn ạ. Thì mình lướt Facebook và xem YouTube cũng một vài anh em hỏi rất là nhiều là cái đợt này nó đang dịch thế này thì tất cả mọi người đa phần là sẽ phải nghỉ dịch và không có việc gì làm. Thì cái nghề gì nó sẽ hot và nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người ở trong cái thời điểm dịch này, thì hôm nay anh sẽ giới thiệu với tất cả mọi người nhé. Thì đầu tiên khi bạn xem video này thì các bạn sẽ hãy xem hết video nhé, để biết xem là cái công việc mà hot nhất cái thời điểm mùa dịch này là như nào, vừa tránh dịch an toàn mà ở nhà lại có thể kiếm được tiền nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên là các bạn chỉ cần có một chiếc smartphone, không cần phải máy ảnh hoặc là máy quay gì cao cấp cả, chỉ cần một chiếc smartphone nhé các bạn nhé. Trên tay một chiếc smartphone các bạn vào Google cho mình, vào ứng dụng Google nhé các bạn, search cái tạo gmail nhé các bạn nhé. Các bạn search cái tạo gmail đó, thì các bạn đăng ký gmail nhé các bạn nhé. Đấy, search vào cái gmail, các bạn đăng ký gmail nhé. Thì cái gmail này, đăng ký gmail này để làm gì? Các bạn tạo một cái tài khoản gmail để các bạn lấy cái tài khoản Google ấy, làm cái tài khoản Google để các bạn làm YouTube các bạn nhé. Đấy, cái công việc hot nhất là làm YouTube trong cái mùa dịch này các bạn nhé. Và hiện tại thì Hanh bắt đầu làm đây. Thì bạn nào có hứng thú thì hãy cùng Hanh làm YouTube nhé các bạn nhé. Cùng Hanh làm YouTube, chúng ta cùng nhau chia sẻ cho nhau cái cách làm YouTube và làm những cái video liên quan những vấn đề gì, thì những cái video sau Hanh sẽ đề cập đến và chia sẻ cho các bạn. Còn video này thì Hanh sẽ giới thiệu với các bạn, đấy là một cái công việc mà có thể nói là vừa an toàn mà vừa có thể có thu nhập ở trong cái mùa dịch, đó là làm YouTube các bạn nhé. Làm YouTube đó, thì điều kiện để các bạn có thể làm được YouTube thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần một cái smartphone các bạn nhé. Một cái smartphone đó, chỉ cần một cái smartphone thôi, có thể quay video, chụp hình đó. Không cần cao cấp lắm đâu, bình thường là được rồi. Thì hiện tại đến bây giờ thì đa phần là các bạn đều có smartphone đúng không? Thì điều đầu tiên là các bạn vào trong cái Gmail, vào Google các bạn gõ tạo Gmail, được chưa? Bạn nào chưa có thì các bạn hãy tạo cái Gmail đó. Tạo Gmail xong thì các bạn lên trên cái YouTube ấy, thì các bạn đăng nhập vào YouTube bằng cái tài khoản Gmail của các bạn. Đấy, rồi các bạn quay video và đăng video lên, vậy là xong. Đó các bạn đã có thể đưa được những cái video của mình yêu thích lên trên YouTube rồi. Thì còn cái quá trình mà để bật được cái kiếm tiền ấy, thì các bạn, những bạn nào chăm chỉ làm thì trong khoảng tầm gần một tháng hoặc là một tháng, có thể là hơn một tí, thì các bạn sẽ được bật kiếm tiền nhé các bạn nhé. Đó, rất là đơn giản thôi, rất là an toàn và không hề lo dịch nhé. Các bạn chỉ cần làm quanh nhà mình thôi. Những cái video mà các bạn thấy thích, các bạn thấy những cái chủ đề gì các bạn mà quan tâm, mà muốn thấy cũng có những nhiều người khác quan tâm thì các bạn làm. Đấy, làm những cái video rất là đơn giản thôi, không có gì phải cầu kỳ cả. Làm YouTube thì theo mình thực ra mình cũng xem rất nhiều bạn làm YouTube rồi, làm rất là đơn giản. Những cái khung cảnh hoặc là những cái công việc xảy ra xung quanh mình thôi, mình làm. Đấy, không cần phải cao sang, đi chỗ này đi chỗ nọ, không phải đi lại nhiều. Đấy, đi lại xung quanh ở chỗ mình thôi, rất là an toàn đúng không? Đấy, đây là công việc rất là bình thường và rất là an toàn trong mùa dịch các bạn nhé. Và cam kết với các bạn là các bạn chịu khó chăm chỉ đầu tư làm thì các bạn sẽ có thu nhập ở cái YouTube này. Và dẫn chứng thì các bạn cứ xem lên trên YouTube ấy, các bạn gõ rút tiền YouTube, đi rút tiền YouTube nhé. Đấy, thì các bạn sẽ biết là cái thu nhập ở trên cái YouTube thì nó ít hay là nhiều và nó như thế nào. Đấy, ok. Xin chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã xem video này và hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh của mình để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.